hồn nghĩ sao mà ghen. Nó nhìn lại mặt mình chưa? Nè, nhìn nè. Mặt ghen đó. Mặt này mà ghen. Chứ gì nữa. Trời, nghĩ sao vậy? Mặt này mặt ghen á, biết nghĩ không? Nghĩ sao màu này ghen vậy? Nó mặt ghen á, biết không? Dạ, không. Bố là... Anh... Dạ, không. Ủa? Đi cho tao. Sao? Nó bị bắn rồi hả? Cho nó chết luôn. Đứng lại. Gì vậy? Đi đâu hả? Ông định bắt anh Vinh đi đâu? Ông định tra tấn ảnh, xong rồi giết ảnh, xong rồi thủ tiêu ảnh bằng cách là đốt ảnh luôn, hoặc là giục ảnh xuống sông đúng không? Ai đòi giết Vinh? Chú trai. Chú giết làm gì? Tại vì anh Vinh là con chú có bầu. Cái gì? Ở đâu ra? Làm bậy em bạ vậy? Thật sự con Bi có bầu á, không liên quan gì tới Vinh hết á. Mà con Bi nó sống buông thả, một phần lỗi cũng do chú. Không phải hả? Ừ. Vậy chú không phải là giang hồ xã hội đen hả? Không. Vậy sao hồi nãy chú nghe điện thoại chú nói cái gì mà bắn rồi hả, rồi chết luôn đi? À, nhân viên của chú đi trên đường á, bị giao thông bắn tốc độ. Chú thấy nói sai cho nó chết luôn. Đó, nghe chưa? Thấy sớn xác chưa? Nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ tầm lum tầm la. Sớm xác chưa? Rồi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ tầm lum tầm la. Thôi vấn đề này hiểu lầm thôi. Thật ra là chú muốn đưa Vinh về xưởng Long An để trực tiếp bàn công chuyện. Còn bây giờ nếu hai đứa muốn đi cùng á thì chú mời. Xe chú đậu ngoài kia kìa. Dạ đi 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 chú, đi đi đi. Đi đâu mà đi? Ở nhà đi. Thấy phiền phức không? Mình đi chú, dẫn hai người này heo phiền lắm. Thôi chú đi nha. Vinh, đi anh giỏi nha anh Vinh. Vậy, cho em hỏi này anh cái. Nếu mà anh Vinh nó làm My có bầu á, là chị xử anh Vinh thiệt luôn hả? Trời, em nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà chị xử anh Vinh? Chị chỉ giết thôi. Hả? Trời! Có ai sợ tôi bị mất mạng mà không có người chăm sóc đâu không ta? Sếp, trời, nghĩ sao mà sợ? Ông sợ thì chắc là ghen á. Sợ tôi là con rể của nhà người ta. Nè, nghĩ sao? Nghĩ sao bằng này ghen vậy? Ai mà tới đây mà rước anh đi được không? Tôi còn mừng nữa. Ở nhà này đỡ phải có một người bày bừa để tôi đỡ phải dọn dẹp. Chứ nghĩ sao mà ghen? Hồ nghĩ sao mà ghen? Nó nhìn lại mặt mình chưa? Nè, nhìn nè. Mặt ghen đó. Mặt này mà ghen. Chứ gì nữa. Trời, nghĩ sao vậy? Mặt này mặt ghen á, biết nghĩ không? Nghĩ sao mà này ghen vậy? Nó mặt ghen á, biết không? Dạ, không. Bố là... Anh... Dạ, không. Thì bèo là ngứa, nhờ anh gãi, gãi giùm, gãi. Nhột, nhột, anh bị điên á. Không, phải, chị Bèo là bị, hóc xương, xương, nhất chị Bèo là, ấy xương, dần cái chứ, dần cái chứ. Đau quá. Mẹ em nói em để ngược nè, để em vuốt cho. Ôi. Trời ơi, hết liền luôn á. Ôi, ghê á. Hiểu nghiệm thiệt á. Công nhận nha, mấy bé mà đẻ ngược vuốt cái hết liền luôn, một cái thôi là hết. Thiệt á, vi diệu thiệt á. Bữa nào mấy anh chị á mà bị hóc xương á thì kêu em ra ngoài đây em vuốt cho nha. Ok Su. Đi vô đây. Bye.
Mốt mà anh làm lấy phí cho cô nào hả? Cho anh hốc luôn á. Má! Em làm gì ở đây vậy? Tại sao giờ này không vô ngủ? Chị Bella đâu? Em nhớ mẹ. Chị Bella thì ngủ rồi. Tốn tiền mướn về trả được cái gì? Hộp nha! Trời ơi, anh đang skin care mà hộp cái gì giờ này? Hả? Anh coi kìa, trẻ thì ở đây, mình thì ngáy há họng trong kia kìa. Trời ơi, Bella này á, đúng là không có trách nhiệm gì hết trơn á. Bella! Bella! Anh thấy không có làm được việc gì hết đó. Ai nói tôi không làm được việc? Tôi nói đó thì sao? Không có tranh cãi nữa. Anh hỏi nè, tại sao em trông bé Su mà bé Su chưa ngủ mà em đi ngủ trước rồi? Anh ơi, thật ra là em đã cố gắng hết sức để ngủ cho Su ngủ, nhưng mà Su nói là Su muốn. Là cái gì? Khó nói lắm. Anh sẽ tăng lương cho em được chưa? Anh Huy ạ, tiền bạc không là vấn đề gì hết, vấn đề là nhân phẩm của một con người nè. Chứ bây giờ em muốn làm sao nữa? Nếu mà anh Vinh á chịu xin lỗi em thì may ra còn có thể. Còn lâu được cơ mơ. Hết hồn mày. Trời. Vinh, nghe nói nè, bây giờ em sao? Bây giờ em muốn xin lỗi hay là muốn để cho bé Su sờ ti? Em không có tưởng tượng được đâu, nó kinh khủng lắm Vinh. Anh nói thiệt, nó ghê lắm. Em cũng thấy ghê đúng không? Thôi bây giờ nghe lời anh. Vậy thì bây giờ xin lỗi đi. Bình. Bình. An. An. Bình An cái con khỉ.